Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Diễn từ trong hội đường Capernaum, Gioan chương 6. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Còn gì đẹp bằng vì cả gia đình tham dự thánh lễ Chúa Nhật? Còn gì vui bằng việc đi nhà thờ và gặp những người bạn thân? Mỗi thánh lễ là một cuộc gặp gỡ linh thánh với Thiên Chúa, nơi cả triều thần thiên quốc, cả thế giới người sống và người chết gần nhau, nâng đỡ nhau và cầu nguyện cho nhau. Dự lễ Chúa Nhật đâu chỉ là một luật buộc của giáo hội, mà còn là niềm vui được tặng ban cho người Kitô hữu. Dự lễ Chúa Nhật là để tạ ơn Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể tự bản chất là bí tích tạ ơn. Chúng ta có bao lý do để nói một lời tạ ơn Thiên Chúa? Vì tất cả những gì Ba Ngôi làm cho chúng ta qua các công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa đã và đang diễn ra. Chúng ta luôn có lý do để tạ ơn vì những điều chân thiện mỹ vẫn tồn tại nơi mọi sự và nơi con người, bất chấp những bóng tối. Dự lễ Chúa Nhật là nhân danh muôn loài thụ tạo để ca ngợi Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô và trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Dự lễ Chúa Nhật
là dự một bữa tiệc, mặc áo đẹp, lòng vui như mở hội vì đại tiệc này do chính Chúa Kitô khoản đãi. Ngài mời từng người: tất cả anh chị em hãy đến mà dự tiệc của tôi. Ngài nuôi ta bằng lời ban sự sống của Ngài qua việc nghe các bài đọc. Ngài còn nuôi chúng ta bằng mình và máu của Ngài qua việc rước lễ. Trong bữa tiệc vừa qua, ngay trong đêm Ngài bị bắt ở phường dầu, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra, trao đi và nói một câu bất ngờ: các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Ngài lại trao cho các môn đệ chén rượu nho và nói: các con hãy cầm lấy mà uống, đây là chén máu Thầy. Chúng ta tin bánh đã trở nên mình, rượu đã trở nên máu Chúa. Đức Giêsu mời chúng ta ăn uống mình và máu Ngài dưới dạng bánh và rượu để được biến đổi cách màu nhiệm nhờ lời của Ngài và nhờ quyền năng Thánh Thần. Dự lễ Chúa Nhật là thông hiệp vào hy lễ thập giá trên núi Sọ. Đức Giêsu đã không chỉ nói: đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Nhưng Ngài nói: đây là mình Thầy bị trao nộp vì anh em, đây là máu Thầy đổ ra vì anh em. Như thế, Ngài đã nói đến cái chết sắp đến của Ngài. Rước mình và máu Thầy là mở lòng đón lấy Đấng đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc thế gian, để rồi có sức hy sinh đời mình cho người khác. Đức Kitô đã đổ máu mình trên thập giá duy chỉ một lần, nhưng hy lễ ấy lại trở thành hiện thực trong từng thánh lễ. Từ đó, ơn cứu độ tuôn trào trên thế giới và trên từng người. Hãy tham dự thánh lễ một cách sốt sắng, vì bí tích thánh thể là hy lễ của Đức Kitô. Nên khi dự lễ, ta hãy đem theo đời mình để làm lễ dâng với muôn khổ đau, nhọc nhằn, để kết hợp với hy lễ của Đức Kitô. Hãy dâng đời mình như những hạt lúa bị xay, bị nướng thành bánh, như những trái nho bị ép để làm thành rượu nho. Khi rước lấy Đấng ban sự sống, Đấng là sự sống, chúng ta được ở lại trong Ngài và sống nhờ Ngài. Xin cho chúng ta đi hết cuộc đời lữ thứ trần gian, nhờ tâm linh được dưỡng nuôi bằng lương thực thiên quốc. Lạy Chúa là thức ăn, thức uống của con. Càng ăn, con càng đói. Càng uống, con càng khát. Càng sở hữu, con lại càng ước ao. Chúa ngọt ngào trong cổ họng con, hơn cả tầng mật ong, vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời. Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước ao, vì con không sao múc cạn được Chúa. Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài? Con chẳng rõ, vì ở thẳm sâu lòng con cảm thấy cả hai. Chúa đòi con nên một với Ngài. Đòi hỏi đó làm con đau đớn, vì
con không muốn từ bỏ những thói quen của con để ngủ yên trong tay Chúa. Con chỉ biết tạ ơn Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa, bởi đó là sự sống đời đời cho con. Ngày 11 tháng 6, Thánh Barnabas tông đồ, thế kỷ thứ nhất. Thánh Barnabas, một trong những nhà truyền giáo tiên khởi của giáo hội, đóng vai trò sinh tử trong việc loan truyền và chuyển dịch phúc âm cho dân ngoại. Qua sách Công vụ tông đồ, chúng ta được biết Ngài là người Do Thái ở Cyprios, tên thật là Giuse. Các tông đồ đã đặt tên cho Ngài là Barnabas sau khi Ngài bán của cải và giao cho các tông đồ cai quản. Mặc dù Barnabas không phải là một người trong nhóm 12 nguyên thủy, nhưng Thánh Luca đã coi Ngài như vị tông đồ vì Ngài được lãnh nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chúa Thánh Thần. Một trong những đóng góp quan trọng của Barnabas là Ngài đã đảm bảo cho Saulo, một người mới tông giáo mà ai ai cũng sợ hãi vì quá khứ bắt đạo của Saulo. Sau đó, Barnabas được sai đi rao giảng ở Antiochia. Khi công việc ngày càng có kết quả, Barnabas đã xin Phaolô, tên cũ là Saulo, đến tiếp tay. Cả hai đã xây dựng một giáo hội thật phát đạt. Theo sách Công vụ tông đồ, chính ở Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chính trong cộng đoàn siêng năng cầu nguyện này mà Thánh Thần phán bảo rằng: "Hãy dành riêng cho ta Barnabas và Phaolô để lo cho công việc mà ta đã kêu gọi hai người ấy." Sau đó, họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay lên hai ông và tiễn đi. Do đó, Barnabas và Phaolô khởi hành chuyến đi truyền giáo thực sự đầu tiên ở nước ngoài. Trước hết, họ đến Cyprus, là nơi họ quán cải một quan đầu tỉnh người Roma, và sau đó đến lục địa Tiểu Á. Lúc đầu, các ngài rao giảng cho người Do Thái, nhưng bị chống đối dữ dội nên họ quay sang rao giảng cho dân ngoại và đã thành công rất lớn. Trong một thành phố, người Hy Lạp quá mến mộ các ngài, đến nỗi họ tôn thờ Barnabas và Phaolô như các thần Zeus và Hermes. Vất vả lắm, các ngài mới ngăn cản được đám đông hiếu khách ấy đừng dâng của lễ mà cúng các ngài. Công cuộc truyền giáo cho dân ngoại nảy sinh vấn đề là người tông giáo có phải cắt bì theo luật Do Thái giáo hay không. Phaolô và Barnabas đã chống đối tập tục này và lập trường của các ngài đã làm chủ tình hình trong cộng đồng Jerusalem. Barnabas và Phaolô dự định tiếp tục công cuộc truyền giáo. Nhưng ngay trước tối khi khởi hành, có một bất đồng xảy ra là có nên đem theo một môn đệ nữa hay không, là ông Gioan Marco. Vì vấn đề này mà hai tông đồ đã tách làm đôi. Phaolô đem Silas đi Syria, còn Barnabas đem Marco đến Cyprus. Sau này, ba người Phaolô, Barnabas và Marco đã làm hòa với nhau. Mặc dù không có những dữ kiện rõ ràng, dường như Barnabas với sự tháp tùng của Gioan và Marco đã trở về Cyprus. Ở đây, theo truyền thuyết, Ngài đã chịu tử đạo do người Do Thái sát hại vào năm 61. Năm 488, đời hoàng đế Gioan, người ta đã tìm được hài cốt Barnabas tại Salamis, đảo Chypre. Mộ của Ngài được lưu giữ cho đến nay trong phần đất do người Turk kiểm soát trên bán đảo. Lời bàn: Thánh Barnabas được đề cập như một người tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Ngài là người đầy tràn thánh thần và đức tin, do đó đã lôi cuốn một số đông người về với Chúa. Ngay cả khi Ngài và Thánh Phaolô bị trục xuất khỏi Antiochia,
họ tràn đầy niềm vui và thánh thần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.